Ma-la-chi chương 1: Sự bội đạo và vô đạo của Israel. Lời tiên tri của Đức Giê-hô-va phán cho Israel qua Ma-la-chi. Đức Giê-hô-va phán: Ta yêu các con, nhưng các ngươi nói rằng: Chúa yêu chúng con ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: Chẳng phải Ê-sau là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau. Ta làm cho đồi núi của nó trở nên hoang vu và phó sản nghiệp nó cho chó trong hoang mạc. Nếu Ê-đôm nói: Chúng tôi đã bị phá hủy, nhưng chúng tôi sẽ trở về xây dựng lại từ những đống đổ nát, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Chúng sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ phá đổ, và người ta sẽ gọi chúng là đất nước gian ác, là dân tộc mà Đức Giê-hô-va nổi giận đến đời đời. Mắt các ngươi sẽ thấy, và các ngươi sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, vượt ra ngoài bờ cõi Israel. Sự thối nát của các thầy tế lễ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng các ngươi: Hỡi các thầy tế lễ, khinh dễ danh ta, con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, thì sự tôn kính dành cho ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, thì sự kính sợ dành cho ta ở đâu? Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dễ danh ngài đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi nói rằng: Chúng tôi có làm ô uế ngài đâu? Các ngươi nghĩ rằng bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh bỉ, khi các ngươi dâng một con vật đuôi mù làm sinh tế, thì đó chẳng phải là điều sai trái sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc bệnh tật, thì đó chẳng phải là điều sai trái sao? Thử dâng nó cho quan tổng đốc của ngươi, xem người có hài lòng và chấp nhận cho ngươi không? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bây giờ, hãy nài xin ân huệ của Đức Chúa Trời để ngài làm ơn cho chúng ta. Nhưng chính tay các ngươi đã làm như thế, liệu ngài sẽ chấp nhận người nào trong các ngươi không? Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa đền thờ, để các ngươi không đốt lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta không hài lòng các ngươi, và cũng chẳng nhận nơi tay các ngươi một tế lễ nào cả. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta là vĩ đại giữa các nước. Ở khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và dâng tế lễ tinh sạch cho danh ta, vì danh ta là vĩ đại giữa các nước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi đã xúc phạm danh ta khi nói rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, thức ăn trên nó là đáng khinh bỉ. Các ngươi lại nói: Ôi, việc khó nhọc làm sao? Rồi các ngươi khinh dễ nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Các ngươi đem thú vật ăn cắp, què quặt và bệnh tật làm tế lễ dâng cho ta. Liệu ta có thể nhận lễ vật ấy nơi tay các ngươi không? Đức Giê-hô-va phán vậy. Đáng nguyền rủa kẻ gian trá. Trong bầy nó có con thú đực tốt mà nó hứa nguyện, nhưng nó đem con có tật làm sinh tế dâng cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là vua vĩ đại, danh ta là đáng kính sợ giữa các nước. Ma-la-chi chương 2: Quở trách thầy tế lễ. Bây giờ, hỡi các thầy tế lễ, đây là lệnh truyền cho các ngươi. Nếu các ngươi không lắng nghe và không để tâm dâng vinh quang cho danh ta, thì ta sẽ nguyền rủa các ngươi và sẽ biến những phước lành của các ngươi thành sự nguyền rủa. Phải, ta đã nguyền rủa rồi vì các ngươi không để tâm tôn kính ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Này, vì các ngươi, ta sẽ quở trách dòng dõi các ngươi và sẽ rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của sinh tế mà các ngươi dâng trong các kỳ lễ. Các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy,
các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để giữ giao ước của ta với Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Giao ước của ta với Lê-vi là giao ước sự sống và bình an mà ta đã ban cho để người tôn kính ta. Người đã tôn kính và run sợ trước danh ta. Luật pháp chân thật ở trong miệng người, và người ta không tìm thấy điều gian ác nào trong môi người. Người đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người quay khỏi tội lỗi. Vì môi miệng của thầy tế lễ phải giữ tri thức, người ta tìm luật pháp trong miệng người, vì người là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Nhưng các ngươi đã đi chệch đường lối, dùng luật pháp làm cho nhiều người vấp ngã, và đã phá hủy giao ước Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì vậy ta làm cho các ngươi trở thành đáng khinh và hèn hạ trước mặt mọi người, vì các ngươi không tuân giữ đường lối ta, nhưng tỏ ra thiên vị trong luật pháp. Sự bất trung của dân Chúa. Chẳng phải tất cả chúng ta có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy tại sao ai nấy đối xử với anh em mình cách gian dối, xúc phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? Giu-đa ăn ở cách lừa dối, và người ta đã làm điều ghê tởm trong Israel và Jerusalem. Giu-đa đã làm ô uế nơi thánh của Đức Giê-hô-va mà Ngài yêu, vì nó đã cưới con gái của thần ngoại bang. Bất cứ ai làm điều đó, hoặc người ý thức có thể trả lời, hoặc người đem tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va vạn quân, thì Đức Giê-hô-va đều loại trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp. Đây là điều thứ hai mà các ngươi sẽ làm. Các ngươi lấy nước mắt khóc lóc than thở mà che phủ bàn thờ Đức Giê-hô-va, vì Ngài không còn nhìn đến và không vui nhận các tế lễ dâng lên bởi tay các ngươi. Các ngươi lại hỏi, vì sao vậy? Đó là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi với vợ ngươi cưới lúc trẻ mà ngươi đã phản bội nàng, dù nàng là người bạn đời và là vợ giao ước của ngươi. Dù hơi sống của Đức Chúa Trời dư dật, chẳng phải Ngài chỉ làm nên có một người đó sao? Nhưng vì sao chỉ làm một người? Đó là vì tìm kiếm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi hãy cẩn thận trong tâm linh, đừng phản bội vợ mà mình cưới lúc trẻ. Vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán, ta ghét việc ly dị và ghét người nào lấy việc bạo hành làm áo khoác cho mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như thế. Vậy hãy cẩn thận trong tâm linh các ngươi và đừng phản bội. Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình mà các ngươi lại nói rằng, chúng con có làm phiền Ngài đâu. Đó là khi các ngươi nói, ai làm điều ác là tốt đẹp dưới mắt Đức Giê-hô-va, và Ngài ưa thích những người như vậy. Hoặc hỏi, Đức Chúa Trời của công lý ở đâu? Ma-la-chi, chương 3, ngày của Đức Giê-hô-va. Này, ta sai sứ giả của ta đến để dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các con tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là sứ giả của giao ước mà các con trông mong. Kìa, Ngài đang đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ chịu nổi ngày Ngài đến? Ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện kim, như tro thợ giặt. Ngài sẽ như thợ luyện kim tinh, luyện bạc. Ngài sẽ thanh tẩy các con trai Lê-vi, làm cho họ tinh rồng như vàng và bạc. Họ sẽ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công chính. Bấy giờ, tế lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được Đức Giê-hô-va chấp nhận như những ngày xa xưa và như những năm trước kia. Ta đã đến gần các con để phán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng chống lại những kẻ thực hành ma thuật, những kẻ tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ bóc lột tiền công của người làm thuê, những kẻ áp bức kẻ mồ côi và người quá bụa, những kẻ làm hại người khách lạ,
vì chúng không kính sợ ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Khuyên trung tín phụng sự Chúa, vì ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi, nên các con là con cháu Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Từ thời tổ phụ của các con đã quay khỏi luật lệ ta và không tuân giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng, chúng con sẽ trở lại như thế nào? Đừng ăn trộm Đức Chúa Trời. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng các ngươi nói, chúng con có ăn trộm Chúa đâu. Các con đã ăn trộm 1/10 và tế lễ phải dâng. Các con bị nguyền rủa vì tất cả các con, cả nước đều ăn trộm ta. Hãy đem tất cả 10% vào kho để có lương thực trong nhà ta. Và từ nay hãy lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăn. Vì các con ta sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa quả của đất đai các con và không để cây nho ngoài đồng của các con rụng trái trước mùa nữa đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi nước sẽ cho các con là có phước, vì đất nước các con sẽ là đất nước được vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, các con đã lấy lời ngang bướng nghịch cùng ta, nhưng các ngươi nói, chúng con có nói gì nghịch cùng Ngài đâu. Các ngươi đã nói, phụng sự Đức Chúa Trời thật là vô ích. Chúng tôi tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và bước đi một cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có lợi gì? Nay chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phước. Những kẻ làm ác không những được phát đạt mà họ còn thách thức Đức Chúa Trời và được thoát khỏi. Phần thưởng cho người trung tín. Bấy giờ, những người kính sợ Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau và Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe. Một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, họ sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta hành động. Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai phục vụ mình. Bấy giờ, các con sẽ trở lại và thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người phụng sự Đức Chúa Trời và kẻ không phụng sự Ngài. Ma-la-chi chương 4. Ngày của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, kìa, ngày ấy đang đến sẽ cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng, chẳng để lại cho chúng hoặc rễ hoặc cành. Nhưng về phần các con là người kính sợ danh ta, thì mặt trời công chính sẽ mọc lên cho các con, trong cánh nó có sự chữa lành. Các con sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ được thả ra khỏi chuồng. Các con sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân các con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy nhớ lại luật pháp mà ta đã truyền cho đầy tớ ta là Môi-se tại Hô-rép, tức là những luật lệ và phán quyết cho toàn thể Israel. Này, ta sẽ sai nhà tiên tri Ê-li đến với các con. Trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va đến, Người sẽ làm cho lòng cha ông trở lại cùng con cháu, lòng con cháu trở lại cùng cha ông, kẻo ta đến lấy sự nguyền rủa mà đánh đất này chăng?